Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Câu lạc bộ bóng bàn xã An Viên, huyện Tiên Lữ được thành lập từ năm 2020. Đến nay có khoảng 30 hội viên. Vào buổi chiều hàng ngày, câu lạc bộ tập trung chơi ở nhà văn hóa thôn An Xá với hai bàn đánh bóng bàn do các hội viên tự trang bị. Và để vừa phòng dịch hiệu quả lại vẫn duy trì rèn luyện sức khỏe, người dân đều có ý thức không tập trung đông người mà chia ra tập luyện theo nhóm. Câu lạc bộ bóng bàn xã Vĩnh Xá là một trong những câu lạc bộ thể thao quần chúng hoạt động hiệu quả của huyện Kim Động. Được thành lập từ năm 2013, câu lạc bộ có 20 thành viên đều là những người trung và cao tuổi đam mê bóng bàn, đã tập luyện thường xuyên với nhau qua nhiều năm. Tuy ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song câu lạc bộ có cách tập luyện an toàn phù hợp. Các thành viên đều có ý thức phòng dịch, không tập trung đông người. Câu lạc bộ đã đạt được một số thành tích cao tại các giải bóng bàn trong và ngoài huyện Kim Động. Không những là sân chơi thể thao mà câu lạc bộ bóng bàn xã Vĩnh Xá còn đoàn kết tương trợ lẫn nhau thông qua quỹ tình nghĩa, thăm hỏi lẫn nhau. Cầu lông đang là môn thể thao được nhiều thanh thiếu niên trong xã Đại Tập, huyện Khoái Châu yêu thích và tập luyện thường xuyên. Vào buổi chiều hàng ngày, có khoảng 30 bạn trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi tập trung về nhà tập cầu lông thôn Minh Khai để chơi cầu lông, rèn luyện thể chất sau những giờ học, giờ làm việc. Năm 2020, đoàn xã Đại Tập thành lập câu lạc bộ cầu lông thanh thiếu niên với 40 thành viên. Đây là những nòng cốt để hướng dẫn các bạn trẻ khác chưa biết chơi với mục đích nhân rộng phong trào tập luyện cầu lông trong xã, đồng thời giúp thanh thiếu niên có sân chơi lành mạnh bổ ích. Với mong muốn rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho trẻ em, một số cha mẹ tại thành phố Hưng Yên đã liên hệ với huấn luyện viên thể thao duy trì những nhóm nhỏ để tập luyện bộ môn võ thuật. Tại phòng tập Kickfit 89 trên đường Nguyễn Lương Bằng, mỗi nhóm tập võ trẻ em duy trì từ 3 đến 5 em. Do lâu không tập luyện nên các em được huấn luyện viên đặc biệt chú ý tới việc khởi động cũng như chỉ tiếp cận những động tác đơn giản với cường độ vừa phải. Các em đều tỏ ra rất thích thú và tập luyện rất hăng hái. Là xã duy nhất của huyện Phù Cừ được công nhận nông thôn mới nâng cao và phấn đấu nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Vì vậy, các thiết chế văn hóa thể thao cũng được xã Phan Xào Nam rất chú trọng đầu tư. Đây chính là yếu tố góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng tại địa phương ngày càng phát triển. Đây chính là những hình ảnh quen thuộc diễn ra tại nhà văn hóa thôn Trà Bồ vào các buổi chiều hàng ngày. Ai nấy đều hăng say phấn khởi chơi bóng chuyền hơi. Ở đây chúng tôi tổ chức hai sân, một sân cho người cao tuổi, một sân đấy là cho các cháu thanh niên. Thế thì hàng ngày đấy là chúng tôi vẫn tầm 4 giờ 4 rưỡi là đều hoạt động để nâng cao sức khỏe. Còn đây là sân vận động của xã sắp được đưa vào hoạt động với diện tích khoảng 6.000 m², kinh phí đầu tư gần 7 tỷ đồng, chủ yếu từ ngân sách địa phương và một phần hỗ trợ của huyện. Ở đây nó có khu vệ sinh này, đấy. Rồi mà nó đặt ở cái vị trí rất là đẹp, ngay đằng sau trường cấp 1, trường cấp 2. Hai trường có thể là cho các cháu ra đây để luyện tập thể dục thể thao, rồi là tổ chức các cái giải thi đấu thể dục thể thao rất thuận lợi. Ngoài ra, Phan Xào Nam còn đầu tư xây dựng 3 sân chơi thể thao với diện tích khoảng 2.000 m² ở các thôn Phương Bổ, Ba Đông, Phú Mãn. Trong năm nay, địa phương sẽ xây dựng thêm một bể bơi tại thôn Phương Bổ. Sự quan tâm của chính quyền địa phương đã thúc đẩy phong trào thể thao ngày càng phát triển với tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên đạt khoảng 60%. Trong đó, câu lạc bộ bóng chuyền hơi và câu lạc bộ bóng đá hoạt động rất sôi nổi. Xã đã đầu tư xây dựng các cái trung tâm văn hóa của thôn, của xã, các sân vận động mọc lên ấy, thì nhân dân là hưởng rất cao trong cái việc mà văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Thế và cho đến nay thì riêng về các cái thôn ấy, thì tất cả từ phụ nữ, nông dân và người cao tuổi cũng đều có các cái câu lạc bộ của bóng chuyền hơi. Thế và cũng thường xuyên đi giao lưu và mời các cái thôn ở các xã bạn về để có cái giao lưu tại cái sân vận động mà xã vừa mới xây dựng. Việc chú trọng đầu tư thiết chế văn hóa thể thao chính là yếu tố quan trọng để Phan Xào Nam phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.